Chuyện con ve sầu và nước ngô. Một sớm, Thái tử Hữu mang cung tên vào cung, vừa gặp vua Phù Sai. Nhà vua hỏi: "Con mang cung tên đi đâu mà áo quần ướt sũng thế này?" Thái tử nói: "Con đi săn vô ý bị sụp hầm." "Sao lại vô ý sụp hầm?" Thái tử nói: "Con thấy con ve đang kêu, con toan đình bắt. Bất ngờ con thấy con bọ ngựa đưa càng lên bắt con ve, lại thấy con chim sẻ đậu gần đó muốn đớp con bọ ngựa. Con bèn lui lại chuẩn bị bắt con chim sẻ, không ngờ bị sa xuống sình." Nhà vua nói: "Con chỉ biết ham cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại phía sau. Thiên hạ có ai ngu như con không?" Thái tử nói: "Vậy mà có kẻ ngu hơn con. Lỗ vốn là nước Lễ Nhạc, trước có Chu Công, sau có Khổng Tử, không xâm phạm gì đến Tề. Thế mà Tề vẫn cất quân đánh, tưởng là lấy được Lỗ. Ai ngờ nước Ngô ta vượt ngàn dặm đánh Tề, ai ngờ nước Việt đem quân Cảm Tử đánh Ngô." Phù Sai nổi giận hét: "Cút, cút!" Đó là luận điệu của thằng giặc già Ngũ Viên. "Thằng giặc ấy tao đã giết rồi. Nếu mày là con tao, từ nay đừng nói tới việc đó nữa." Thái tử Hữu sợ hãi lui ra. Lời bàn: trước đây Ngũ Tử Tư khổ tâm, khổ công can gián Phù Sai về việc này. Ông bị Phù Sai giết đi vì vẫn đinh ninh rằng nước Việt không bao giờ dám phản. Thái tử Hữu mượn hình ảnh con ve, con bọ ngựa, con chim sẻ để chỉ nước Lỗ, Tề, Ngô, Việt. Người ta nói không kẻ nào điếc bằng lòng người không muốn nghe, không kẻ nào mù bằng kẻ không muốn thấy. Ngô Phù Sai không ngu, nhưng ông không muốn nghe những lời can phải. Ngô Phù Sai không giết con mình, nhưng cất quân đi đánh Tề và Hội Chư Hầu lần nữa. Nước Việt đánh úp nước Ngô và giết chết Hữu, chả khác nào Ngô Phù Sai đã giết con.